Hôm trước tôi có cái bài tập cho các bạn là làm cái chương trình cho trước cái họ họ tên đầy đủ xong tách cái phần tên ra, nhưng mà không cần không được dùng không dùng dãy, không dùng list. Thì một số bạn đã làm nhưng mà nó không thật chính xác nhé. Thì bây giờ tôi muốn làm lại một chút cái bài đó một lần, một bài thôi nhé. Từ đầu vào là một cái họ tên đầy đủ. Bây giờ cần tách cái tên, tách tên chứ không cần phải cách tách đệm. Tôi đi từ bên phải sang tách cái tên ra, thì đề phòng nó nhập vào, với nó nhập vào nó thừa các dấu cách ở đầu ấy thì chúng ta chưa xét chuyện đó. Thì tôi nhập là nghĩa là Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Văn Bình đến chữ H enter là xong. Nhưng mà người ta có nhầm là Nguyễn Văn Bình, xong sau chữ H lại có thêm một vài cái dấu cách nữa, thế thì chúng ta phải bỏ dấu cách đi thì nó mới đúng nhá. Rồi chúng ta làm cách, chúng ta đi từ bên phải của cái từ đó sang, từ bên phải sang ta phải bỏ qua các cái từ mà các cái tự trống, xong gặp một cái tự khác trống thì chúng ta bắt đầu đếm, đếm cho đi gặp gặp một cái tự trống, hoặc là hết, hoặc là sang bên 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 trái của từ là kết thúc, là tách ra được phần tên nhé. Rồi bây giờ tôi làm cùng các bạn, chúng ta làm nhanh cái thủ tục đó nhé. Đây bây giờ chúng ta cần đầu vào của chúng ta, giả sử được con mèo được không quan trọng, con mèo đây là cái đầu vào nhé. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái biến nhớ là họ tên đầy đủ như thế này đúng không, họ tên. Rồi chúng ta có một cái biến nhớ có tên là tên, cái đầu vào là họ tên và đầu ra là tên nhé. Chúng ta tách phần tên thôi, vì tôi nói cái cách phần tên được chưa. Thế bây giờ để cho nó tiện, tôi sẽ làm một cái thủ tục riêng để làm chuyện này nhé. Bây giờ tôi làm một cái thủ tục có tên là tách tên nhé, tách tên. Đấy. Đầu vào là một cái số S gì, tôi có để số họ tên số S gì nhé. Đó. Đầu ra là cái đầu ra tôi đưa ra cái tôi đưa ra cái biến nhớ tên này. Đấy, đầu vào là một cái, đây là một thủ tục mà nhé. Rồi chúng ta sẽ lại sau. Rồi chúng ta làm thử nhé. Cái làm tôi biết rồi, vì chúng ta cần một cái biến nhớ là K, là biến chạy chạy với một cái biến nhớ chạy theo từ từ bên trái sang, từ bên phải sang. Cái K này là cái số tự thôi, còn chúng ta cần một cái biến nhớ là CH, là cái biến ký tự, đếm ký tự, tính ký tự từ bên trái sang. Rồi đủ chưa nhỉ? Có lẽ vẫn chưa đủ. Chúng ta cần cái biến nhớ nữa là status, giống như trước nhỉ. Status là mô tả cái trạng thái mà chúng ta đang đang chạy. Trạng thái bằng không tức là chúng ta đang đang đi ở trên cái đang đi ở trên cái đang đi ở trên cái tự rỗng, cái tự status bằng một là bắt đầu bước vào cái đang đi ở trên cái tự mà không rỗng, cái tự bình thường nhé. Đó thì chúng ta cần một vài cái tất cả cái tham số như là status này hay là K và CH dùng để mà ta tính cái tên, tách tên giống vào trước đây nhé, chúng ta nhớ lại nhé. Rồi chúng ta làm cái bài này nhé. Thì đầu tiên là như sau, chúng ta sẽ tức là ban đầu này chúng ta sẽ cho K K là ta chạy từ bên phải sang, như vậy là cái độ dài của K đặt là cái tự cuối cùng ở bên phải ta đặt bằng bao nhiêu, ta đặt nó bằng là đây, nó có cái đối với số ký tự nó có một cái hàm là hàm length, length cùng số ký tự hàm length, đây, kéo cái S này xuống. Như vậy ta đặt K là cái số thứ tự ở bên là cái số tự ở bên phải ngoài cùng nhé. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ đặt cái tham số ban đầu cho hệ thống của chúng ta. Chúng ta nhớ lại cái bộ trước nhé, chúng ta đặt là cái status đặt ban đầu bằng không, là giả sử đang đi ở trên các cái đang đi ở trên cái tự rỗng. Rồi tiếp theo chúng ta đặt cái CH là cái ban đầu xác chỉ là cái tự thứ K của length của SC đây. Đây nó là cái ký tự thứ thứ K ta đang bị chạy bên K này,
thứ K của SC. Và đây chính là cái thuyết tháp số ban đầu. Chúng ta bắt đầu di chuyển từ bên phải sang. Kết quả phải đưa vào gì? Kết quả phải đưa vào cái biến tên. Như vậy chúng ta phải đặt thiết lập cái tên đã. Tên ban đầu của chúng ta là gì? Là rỗng. Là rỗng, xóa đây. Rỗng nhé. Xóa. Bấm phím back hoặc là phím delete là được xóa. Như vậy thiết lập cái tự rỗng. Rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu di chuyển từ 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 bên phải sang bên phải sang di chuyển. Nếu mà gặp một cái ký tự là khác trống thì lập tức là thiết lập status bằng 1 và bắt đầu đưa nó vào tên, đưa nó vào, đưa cái từ đó vào cái bên nhớ tên, và cứ thế cho đến khi mà kết thúc hoặc là kết thúc từ ở bên trái hoặc là gặp cái từ trống thì ta dừng lại. Được chưa? Đó, thì thế thôi nhé. Cái cách làm chúng ta là như vậy. Thế thì chúng ta làm như sau này. Chúng ta sẽ phải dùng cái lệnh là repeat until. Đây. Đây như chúng ta vào lệnh này. Cách làm này. Đây. Chúng ta sẽ lặp cho đến khi nào. Các bạn chú ý cùng quan sát nhé. Lặp cho đến khi nào? Lặp cho đến khi hoặc là K lặp cho đến khi gì? Đây. Cho đến khi nào? Đây. Lặp cho đến khi hoặc là status bằng 1. Lặp cho đến khi nào nhỉ? Đây, tôi sẽ để lại cái biến nhớ status nhé. Ban đầu là không này, sau đó là khi mà gặp một cái tự trống, khi mà gặp một cái tự khác trống thì ta đặt status bằng 1 và sẽ di chuyển cho đi khi mà chúng ta xem một cách nào cho nó hợp lý nhé. Thời gian không cần tôi đợi tôi một chút nhé. Như vậy với status đây ta phải đặt là 3 chế độ. Một chế độ là không là ban đầu này, status bằng 1 là đi đang là cái CH thứ hai có trống này, khi mà gặp cái tự trống nữa thì đặt status bằng hai thì ta dừng lại nhé. Nhưng mà chỗ này là phải như này, chỗ này này là gặp cho đến khi gì, cho đến khi như sau, cho đến khi xảy ra một trong hai khả năng hoặc một trong hai khả năng, dùng lại cái hàm O này nhé. Một trong hai khả năng, một là gì? Đây tôi kéo cái vào đây. Một trong hai khả năng, một là k bằng 0 thì ta dừng lại, khi k chạy về cuối của cái đây k là cái bến nhớ chạy, khi k bằng 0 là khi hết không không còn gì nữa thì ta dừng lại. Nhưng như các bạn làm này bằng 0 hoặc là khi gì? Ôi, hoặc là khi status bằng 3. Tôi đặt lại cái bến status, tôi nghĩ là thế nhé. Status bằng 3 là dừng lại. Như vậy status bằng 0 chưa tính, rất là chưa tính vào tên. Status bằng 1 là bắt đầu tính. Status bằng 2 nhé, bằng 2 người ta dừng lại. Bằng 2 người ta dừng lại, chúng phải bằng 3. Không cần 3, chỉ cần đến 2 là dừng lại. Được chưa? Đó. Như vậy chỗ này là cái chỗ hơi khó một chút, hơi phức tạp một chút so với cái làm bằng giấy. Được chưa? Nhá. Cái hàm này chúng ta dùng rất nhiều trong buổi ngày hôm nay. Tôi nhấn mạnh lại cái hàm này để chúng ta chú ý. Cái hàm mà gọi là cái hàm mà tách tên. Bạn nào viết gì đấy dừng lại đi nhá. Chúng ta cứ làm bình tĩnh thôi. Nhá. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra cái CH. Nếu CH bằng rỗng thì như thế nào? Nếu CH khác rỗng thì làm sao? Rồi, bây giờ chúng ta kiểm tra này, chúng ta dùng cái hàm này, chúng ta dùng cái kiểm tra đây. Nếu mà CH bằng rỗng thì làm sao? Khác rỗng thì như thế nào? Đây. Nếu mà CH bằng một ký tự rỗng đây. CH của chúng ta đâu? CH đây nha.
bằng rỗng, chúng ta làm sao? Chúng ta xóa này, chúng ta back này. Xong chúng ta bấm phím space này. Đấy, như vậy là ở đây lại ở đây là một cái tựa rỗng. Như vậy là nếu CH bằng rỗng thì ta sẽ sao? Nếu khác rỗng thì sẽ như thế nào? Chúng ta đưa cái này vào đây. Đó. Đúng không? Xử lý xong chỗ này thì chúng ta sẽ chuyển chúng ta sẽ ta sẽ cho K lùi xuống trừ 1 ở đằng sau cái này. Tôi đặt luôn nhé. Tôi sẽ change K by trừ 1. Tôi đi lùi mà. Tôi đi lùi trên cái chân K by trừ 1. Đó. Trên K by 1 ở chỗ này. Đấy. Và đây là cái vòng lặp đây. Vòng lặp từ đây nhé. Vòng lặp này. Vòng lặp xuống dưới này này. Vòng lặp này. Chỗ này lặp đây. Lặp K K chạy từ bên 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 tận cùng bên phải của cái họ của cái S thì họ tên ấy, thân lùi từng bước một, lùi cho đến khi nào mà dừng lại hoặc là hết hết cái từ đó, hoặc là gặp một từ trống, tức là khi đặt status bằng hai ta dừng lại, được chưa? Rồi đặt luôn nhá. Điều chỗ này này, nếu mà CH bằng rỗng nhá, đó thì nếu mà status mà đang là một thì chúng ta dừng lại, nếu status bằng không thì chúng ta không làm gì cả. Cho chỗ này chúng ta chú ý chỗ này này. À, chỗ này nhé. Chỗ này là đặt là nếu này. Đây, chúng ta có một cái kiểm tra chỗ này. Nếu. Yeah. Nếu mà status bằng 1 thì ta xử lý làm sao? Đây này. Ta copy cái này xuống. Chỗ này nhé. Đây này. Chỗ đây này. Nếu CH bằng 0 này. Nếu mà trước đó status bằng 0 ta bỏ qua, ta vẫn đi lùi. Còn trước đó status bằng 1 tức là gì? Tức là trước đó chúng ta vẫn đang đưa các cái từ đó là cái từ nó vào tên của cái người đó thì chúng ta sẽ phải làm làm sao nhỉ? Nhưng mà trước đó từ đầu nhất cái này từ đầu tôi đi bên phải này. Giả sử gặp các cái từ trống này thì status bằng 0 này thì lùi cho đến khi mà gặp một cái tự là khác trống ta xử lý ở chỗ này nhé, ở đây này. Thì nếu mà trước đó status bằng 0 thì ta đặt status bằng 1 nhé. Xong đi lùi gặp một cái gặp một set bằng trống mà status bằng 1 thì ta dừng lại đặt status bằng 2. Đấy, chỗ này đặt status bằng 2 thì ta dừng lại ở chỗ này này. Đấy, nếu mà status bằng 1 thì set status bằng 2 để dừng lại đó chỗ này này. Bây giờ ta xử lý ở đây, nếu mà CH mà khác trống thì làm sao? Đó, khác trống nhá, thì ta làm như thế này. À, khác trống thì làm như sau, ta phải kiểm tra thiết lập là nếu mà status bằng 0 thì làm gì nhé. Chỗ này này thì ta sẽ làm hai việc, một là ta kiểm tra nếu status bằng kiểm tra một tí các bạn thử một chúng ta hiểu cái logic của nó nhé. Thì nếu status đây, nếu một status bằng 0 bắt đầu là bằng 0 nhé, bắt đầu là bằng 0 thì ta đi bên phải, nếu mà gặp một cái tự bằng là khác trống mà trước đó status bằng 0 thì lập tức là thiết lập status bằng 1 bằng 1 trạng thái là ta sẽ trạng thái bằng 1 là trạng thái là ta bổ sung cái tự đó vào bên là bên phải của tên nhé. Đây là tên đây, ta đưa vào bên phải của tên. Ta đưa vào bên phải mà, đúng không? Ta đưa phải vậy chỗ này ta đặt chỗ này, ta đặt ta set cái tên. Đấy, ta đưa nó tự CH vào tên nhé. Set tên bằng gì? Bằng join, bằng cái join của. Đây. Bằng cái join của tên. Tên cộng với CH. Ta đưa vào từ bên phải của tên. Ta cứ đưa vào từ bên phải. Đấy. Vì ta xét nó chạy từ bên phải. Thì đây chính là cái chỗ này. Ta đưa vào đây này. Xong cái này. Đấy.
xong cái này cái này này nhé. Nhưng mà nếu xét mà đây là xét bằng 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 trống thì như thế này, mà khác trống thì ta đưa vào tên và cứ thế lại ta đùi lại lùi lại nhé. Đặt cái này à, sau đó phải làm thêm động tác nữa, sau đó phải có cái lệnh là gán, gán cái này, set cái này. Lùi lại và tự án CH bằng STK OS này. Được chưa? Hoặc nếu không tôi làm như này cho nó hay hơn này. Tôi làm như này. Tên bằng chống. Cái này còn hay hơn nhé. Tôi bắt đầu từ một chút. Tôi để cái này lên vào đây. Và để cái này vào đây. Đấy, thì không 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 phải gắn ở dưới nữa. Đây, làm lại nhé. Tách tên này, đặt k bằng phần tử cuối của SC này và đặt hai tham số là status bằng 0 và đầu tiên là thiết lập cái tên bằng rỗng này. Đó, sau đó là bắt đầu là lặp liên tục chỗ này, lặp liên tục cho đến khi mà k bằng 0 hoặc là status bằng 2 thì ta CH bằng bằng cái này là cái phần tử thứ k của SC. Cái này không cần nữa. Và ta vào bắt đầu kiểm tra. Nếu CH bằng rỗng thì làm cái này, CH rỗng thì như này. Nếu CH bằng rỗng thì nếu mà status bằng 1 thì thiết lập bằng 2 để dừng lại. Còn nếu mà status bằng bằng 0 thì ta bỏ qua. Đúng không? Bằng 1 thì ta đã thiết lập bằng 2 nha. Bằng 2 thì coi như là dừng lại đây rồi. Còn nếu CH mà khác rỗng thì kiểm tra nếu status bằng 0 thì đặt lại bằng 1 để bắt đầu đưa cái này vào đây và đưa cái CH này vào cuối của tên đó. Mình chúng ta thử nhá, để chúng ta làm thử. Bây giờ thầy bên bài tập của chúng ta là như sau nhé, ta làm thử nhé. Đây vào nhập toàn phím đi cho nó hay nhá. Chúng ta làm bài tập của chúng ta là nhập hay nhập họ tên đầy đủ nhé. Nhập họ tên tên đầy đủ. Rồi. Sau đó chúng ta sẽ gán thì chúng ta sẽ gán cái họ tên đấy, xét cái họ tên của chúng ta. Cái tập họ tên là gán từ nhập từ bàn phím là cái này. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ tách tên. Tách tên và gán cái lấy cái gì lấy cái đầu vào là cái họ tên. Đấy. Sau đó là con mèo này nó sẽ in ra, nó xây ra cái này, tên là đúng không? Đúng cái này. Tên là để kiểm tra xem đúng không. Và ta tách cái tên ra. Đây, tên này. Tên này. Đó nhé. Để chúng ta kiểm tra xem ta làm có đúng không. Làm nó sai ta sẽ sửa tại chỗ luôn nhé. Đây. Phong to luôn này. Xuống dưới này. Rồi. Không được. Ủa, nó chạy nhỏ lại vậy. Đây nhé, chạy này. Họ tên nhé. Vì đặt là, ví dụ như là Nguyễn Quang Dài này, Vinh này. Để gọi, ta gõ nhầm, ta gõ như này này. Đấy, Enter nhé. Đấy. Ô, bị sai rồi. Bị ngược rồi. Đây là Vinh, đây bị ngược. Chúng ta gắn ngược. Đúng không? Nó gắn nó phải ở bên nó ở bên phải, nó vào đúng rồi, ta vào xong thằng thứ hai này vào bên trái đúng rồi, nó ở bên trái, ta bị ngược ở chỗ này này. Ở chỗ này này, gắn ngược. Phải cho cái này vào trước, cho cái này vào đây, cho cái này vào đây. Gắn ngược lại chứ. Cho cái CH nó vào bên trái của tên đúng không? Ta chuyển nó vào. Vinh, chúng ta chuyển lại bên trái của tên, đúng rồi. Ta làm lại nhé. Đây, đầy đủ nhé. Bùi. Tôi gọi nhầm đi, gọi sai, gọi Việt nhé.
À nhé. Đấy, tên là Hà đúng không nhé, chạy lại này. Bây giờ sẽ có một tên nhưng có nhầm là Bình. Đấy. Là Bình đúng rồi. Là sẽ có tên dài một tí nhé. Vũ Quang Bình Minh. Bình đúng rồi. Đấy, nhưng mà đây là cái bài đầu tiên của hôm nay nhé. Cái chúng ta cần cái cách tên này. Thì nó quan trọng chúng ta dùng trong các tập khác của hôm nay. Hôm nay là chúng ta cái bài mà tôi muốn hôm nay là chúng ta sẽ làm cái bài là chúng ta sẽ sắp xếp sách học sinh theo thứ ABC nhưng phải là theo thứ tự của tiếng Việt kia. Đó, chúng ta học làm cái bài đó nhá. Rồi bây giờ chúng ta ghi lại cái bài đầu tiên của hôm nay. Đó, bài đầu tiên hơi phức tạp một tí, chúng ta hơi mất công một tí chứ không phải phức tạp, không phức tạp gì cả. Hôm nay là cái buổi số mấy, buổi số 7 đúng không? B1. Được rồi, thế bây giờ chúng ta cái này chúng ta giữ nguyên cái hàm này chúng ta cần nó nhá, cái hàm mà chúng ta cần. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái bài tập là gì? Là thử tìm hiểu cái so sánh các ký tự ở trong Scratch và chúng ta sắp xếp một cái sách học sinh của lớp theo thứ ABC. Cho ta sắp xếp theo thứ Anh đã nhé. Đây, chúng ta kiểm tra một chút này. Thì các bạn biết là trong Scratch ấy thì so sánh ấy thì trong Scratch thì so sánh thì nó như sau, là nó luôn là chữ in thường và chữ in hoa là nó coi là bằng nhau. Đấy, true. Như vậy là trong Scratch thì các cái tự chúng ta viết ra là chữ thường và chữ in hoa là như nhau. Rồi bây giờ để mà sắp xếp theo tự từ điển thì phần mềm sẽ dựa vào cái thứ tự có sẵn của các cái tự ở trong máy tính, tức là nó tính vào, các bạn biết khái niệm là bảng mã ASCII chưa, thì là nó so sánh theo cái bảng mã ASCII. Ví dụ như là kiểm tra bây giờ chữ A hoa và chữ A thường xem chữ nào lớn hơn nhé. Tôi kiểm tra này. Đấy, đây là for. Như vậy là chữ A hoa sẽ phải lớn hơn chữ A thường. Đây này, đây là A nhỏ này, đây là A hoa này. Thì nó sẽ là true. For này. Như vậy đây là A hoa, đây là A thường. Vẫn là false. Đây nhé, thằng này đúng rồi, hai thằng này bằng nhau, xin lỗi, nó vẫn bằng nhau chứ, luôn bằng nhau. Bây giờ giả sử A mới lên là B, B thì là A luôn nhỏ hơn B thì là true, đúng rồi, vừa để ta để bằng nhau. A là A vì các cái chữ cái là nó là bằng nhau. Được rồi, thế bây giờ chúng ta thử sắp xếp theo bảng mã ASCII bình thường nhé, để các bạn thấy là chúng ta làm như nào. Bây giờ chúng ta sẽ nhập một cái nhập hết cao sinh học sinh và sắp xếp theo tự theo tự của phần mềm, giống như sắp xếp một cái dãy số. Để làm thử nhé, rất đơn giản. Bây giờ chúng ta viết một cái thủ tục để sắp xếp một cái dãy số bất kỳ. Hôm trước tôi nói rồi, bây chúng ta thay dãy số bằng dãy gì, bằng dãy chữ thì như thế nào. Đây, để ta tạo một cái bảng, là cái bảng nó có tên là danh sách học sinh và chúng ta nhập vào ấy thôi, một ít thì không còn nhiều, ta nhập khoảng 4-5 người thôi nhé. Đây, chúng ta nhập vào, hãy cho nhập 10 người đi nhé. Này, ta nhập là Bùi này, Việt này, Hà này, Nguyễn này, Quang, A đấy, Bùi Minh Quân đúng không, Trần Việt Nam rồi, Đặng, tôi nhập khoảng 10 người nhé. Tôi nhập là sao cho các thọ tên nó đa dạng đi. Chữ B có, chữ T có rồi, chữ N, chữ D rồi, tên thì có chữ A rồi, có chữ H rồi, có chữ Q, chữ N rồi. Bây giờ chúng ta đặt tên khác đi, họ gì nhỉ, họ Lê đi, Lê Minh Anh nhé. Họ nữa đi, họ nữa là họ Việt Nam, họ thì họ Trần, họ Nguyễn, họ Lê, họ Đinh,
Đinh Thị Hà đi, không tên khác đi, Đinh Thị Mùi đi, tên là lạ thì nhé, cho nó đa dạng thì họ vào tên thì chúng ta sẽ sắp xếp. Người thứ 8 là nào, ai có tên khác đặt cho thầy xem nào, họ Lê, họ Mò, Đinh, họ Trần, họ ông Nguyễn có chưa nhỉ, ông Nguyễn có rồi à. Họ Võ thầy. Họ Võ, họ Võ, Võ Thị Chí Chín, họ Huỳnh, Huỳnh như họ Hoàng, họ Huỳnh ý. Là Huỳnh Văn Thơ. Họ Ngô thầy ơi, họ Lương thầy, họ Lương. Ngô Văn Phước, chữ viết hoa với chữ thường là như nhau, cho nên là thầy cứ viết chữ hoa chữ thường đúng tung nhé. Rồi thôi, ai các bạn đọc cho thầy thêm một họ nữa nào, gì nào, họ Lương, họ Lương, họ Lương, Lương Lương à? À Lương gì, Lương Lương Quang, Lương Quang Vũ, Lương Kế Vinh, Lương Kế Vinh. khá nhiều rồi đấy nhé. Như vậy là họ tên cũng đa dạng rồi đúng không? Đấy. Như vậy là nếu sắp xếp theo họ thì sẽ là họ Bùi sẽ đi trước này, xong đến họ Lê này, xong đến họ Đặng, họ Nguyễn để cho thử nhé. Đây là sắp xếp theo họ, còn theo tên thì sẽ là Quang A sẽ phải đi trước, rồi là Minh Anh phải đi trước, xong đến là Hà, xong đến là Mùi, xong đến Nam, Thúy, Thơ, Phước, hay gì nhé, chúng ta cứ theo cái thứ tự của. Rồi, chúng ta có 11 bạn học sinh. Bây giờ đầu bài là như sau, bây giờ chúng ta làm như sau, bây giờ chúng ta sẽ sắp xếp lại những người này theo thứ tự nhá, theo thứ tự. Bây giờ cách làm như sau, bây giờ chúng ta sẽ phải là chúng ta muốn giữ nguyên cái ban đầu như vậy, cho nên là bây giờ thầy sẽ phải copy cái đó sang một cái sách tạm, sau đó thầy sắp xếp lại nhé. Sắp xếp lại trong cái sách này là phụ đi nhé, để chúng ta có cái hình dung. Rồi bây giờ cái hàm này ta giữ nguyên này. Hay cho cháu xem lại tên của danh sách với thầy. Sao cho cháu xem lại tên của tạo, danh sách học sinh đấy đấy. Cho có thể tiếng Việt là thoải mái, bao nhiêu cũng được. Đây là thầy gõ khoảng 10 cái, nhưng các em có thể 10 tên, các em có thể cho có thể gõ thêm nhé. Để chúng ta sắp xếp. Thì đầu tiên chúng ta sắp như bình thường đã, theo đúng cái cách sắp xếp một dãy số bình thường đã, xem như thế nào. Được chưa? Thì làm như sau này, bây giờ thầy muốn giữ lại cái này. Thầy muốn giữ lại cái này, thầy sẽ làm như sau. Bây giờ thầy sẽ tạo ra một cái dãy thứ hai, và khi chạy thầy sẽ copy cái dữ học sinh gốc này, copy vào dãy mới, thầy sắp xếp lại trong dãy mới nhé. Bây giờ thầy sẽ tạo một cái dãy mới có tên là học sinh đi. Học sinh là đây chính là danh sách mà thầy muốn, sau này sẽ in ra danh sách học sinh của lớp chúng ta, học sinh nhé. Rồi thì làm như sau, bắt đầu vào chương trình thì thầy sẽ copy dữ liệu từ cái học sinh này, cái đây là file gốc này, cái bảng gốc này, copy sang bên này, xong thầy sẽ sắp xếp lại cái này, được chưa? Đó, xếp lại cái này. Đấy. Rồi chúng ta làm nhé, đây chúng ta làm chương trình đây, đây. Nha. Bây giờ cái này chúng ta không cần, chúng ta bỏ cái này đi, chúng ta sẽ không dùng cái này nữa nhé, bỏ này, chúng ta làm thử này. Nha. Rồi. Thì đầu tiên thì thầy sẽ làm hai thủ tục. Một cái thủ tục là copy dữ liệu từ gốc sang học sinh, và thủ tục thứ hai là sắp xếp học sinh. Sau đó là in ra. Rồi, làm đơn giản lắm, bây giờ nhé. Thủ tục thứ nhất thì đặt tên là sao chép. Đây, sao chép dữ liệu, sao chép. Sao chép nhé. Đây là cái thủ tục này là đây. Nó chỉ là sao chép đó, là gì, cái chỗ này là sao chép dữ liệu từ gốc xe học sinh sang học sinh, được chưa? Thì thầy không muốn là khi chạy xong rồi nó lại không muốn làm thay đổi cái bảng gốc này, mà đây bảng gốc thầy giữ lại, cái này còn làm tập ở trong phần sau nữa thì thầy giữ lại. Còn cái học sinh này này thì bắt đầu vào chương trình, cái sao chép là sao chép, sao chép từ sách học sinh này sang học sinh, thì đầu tiên thầy sẽ phải xóa cái này đã, xóa cái học sinh đi đã, xong thầy sẽ copy từ bên này sang bên này, được chưa? Thì ở trong Scratch nó không có cái lệnh là copy toàn bộ một cái, không có đúng không, không copy, thầy phải copy bằng tay chẳng cái nào khác cả nhé. Rồi thầy sẽ phải dùng một cái biến phụ
để bến phụ bến họ tên, bến họ tên để làm cũng được này, nhé. Rồi thì làm như sau này, bến ca đây rồi đúng không, thầy sẽ đặt như sau, thầy sẽ đầu tiên là xếp ca bằng 1 đúng không nào, sau đó là lặp theo chiều dài của cái dãy là sách học sinh, thầy lặp theo cái chiều dài, lặp theo cái chiều dài cái len của sách học sinh đó, được chưa? Đấy. Thầy làm như sau này, mỗi một cái phần tử ca chạy từ 1 đến độ dài của sách học sinh, thầy sẽ cốt, thầy sẽ lấy dữ liệu từ sách học sinh ra, đưa vào họ tên và đẩy vào cái bảng, rồi đẩy vào cái list học sinh này. Đấy. Thầy làm như sau, thầy sẽ set dùng cái bến đang dùng đến họ tên là bến đang rộng họ tên nhé, họ tên là cái gì, họ tên là lấy cái phần tử đây, lấy phần tử thứ k, lấy phần tử thứ k của sách học sinh đúng không, đưa vào họ tên, thậm chí không cần đưa vào, đưa thẳng kiệu được, không cần đưa thẳng đúng không, đấy đỡ phải mất công là còn bên trung gian, đưa thẳng cái em đâu rồi, đưa thẳng phần tử thứ k của học sinh vào đâu, vào học sinh này, đây copy cái không cần nữa này, và đưa thẳng phần tử thứ k của học sinh vào đâu, vào học sinh, vì những cái bảng này là bảng gốc, đây là cái bảng mới này, đưa nó vào đây đó, và sau đó là tăng k lên một đơn vị, tức là trên k by 1. Đó. Thì đây chính là cái chương trình để sao chép, đơn giản lắm đúng không? Đó. Thì chạy thử cho ngay, thì chạy thử này. Chạy thử sẽ thính hay là nó sẽ copy luôn sang nhé. Đây. Chạy thử này. Đấy, chúng ta chạy thử xong chúng ta thử cái học sinh này. Ồ. Xong học sinh đâu rồi? Tôi chết rồi. Bị lẫn lộn rồi, ai đó bị xóa mất rồi nhỉ, tiếc quá, bị phải làm nhập lại à, chỗ nào nhỉ, chỗ mũi thầy bấm nhầm chỗ nào đó thì bị xóa mấy kia rồi, hồi học lại xếp lại nhé, lỗi là nhầm chỗ này, lỗi thì mà thầy trượt tay thì bấm ở đây là cái này, bị phải làm lại từ đầu rồi, chẳng cái nào khác, chịu khó một tí nhé, là mình chịu khó cùng với thầy, nào chúng ta nhầm nhanh cho thầy nhé, không phải nhập cái này mà nhập vào sách học sinh, đấy. Để thầy gọi nhanh này. Đinh Lê Việt. Thầy đọc cho con đi. Thầy tên đầu này, Đinh Lê Việt à. Chào cho nó đấy nhá. Nó thật là mà đa dạng nhá, Đinh Lê Việt. Rồi gì nữa nào? Trần Quang Khải. Trần Quang Khải. Rồi. Ôi. Lã Nam Khánh. Lã Nam Khánh. Tên nó phải đủ hết cả vần A, B, và C và đấy nhá, và thầy cần một cái tên là A đi. Thôi. Hải Anh. Nguyễn Hải Anh nhé. Nguyễn Hải Anh. Chính là chưa Nguyễn đúng không? Nguyễn Hải Anh. Phải được không sao? Nguyễn Hải Anh. Rồi. Võ Thị Ngân. Gì? Võ Thị Ngân. Võ Thị Hằng à? Phải được. Yeah. Võ Thị Hằng. Rồi. Lương Bùi Việt. Tên lạ đấy. Rồi. Lê Tự Đại. Chưa đâu có Lê chưa? Chưa có Lê à? Rồi. Lê gì? Lê Tự Đại. À thì muốn có họ Đặng này cho nó lạ. Đinh Linh Đan. Đặng Xuân Vấn á. Đặng Kim Ngân. Rồi. Thì muốn người tên là Oanh đi. Bùi Vũ Nhật Minh này. Lã Kim Oanh, lạ nha, Lã Kim Oanh. Người nữa nào? Bùi Vũ Nhật Minh này. Bùi à? Lại Bùi nữa, nhiều Bùi rồi. Bùi gì nào? Bùi. Dạ, Bùi Vũ Nhật Minh này. Thôi là thầy biết đây rồi. Bùi Lê Hoài Nam. Như vậy là, ôi đại khái nhất, nhưng mà là họ này, họ là có B có rồi nhá, có Lê này, có Võ này, có Nguyễn, có Lã, có Trần, có Đinh rồi, đủ rồi, cũng thành hai lã bình thường. Tên có tên là Anh rồi, tên là Oanh rồi, tên là Hà, là Việt, là Khải, cũng hai người Việt rồi, hai người Việt phí thế,
Bây giờ bỏ sửa đi. Đinh Lê Đinh Lê gì nữa Kim Đinh Lê Thanh cho nó lạ rồi được chưa? Bây giờ thầy sẽ đóng lên lại rồi chạy lại cái này nhé, chạy lại kiểm tra thế nào, sẽ nó mất không mất thì chết này, còn nguyên nhé, học sinh này. Đấy, học nguyên sinh là bằng hệ bên kia rồi đấy, sao chép với bên kia rồi đấy. Rồi bây giờ tiếp theo là thầy sẽ làm một thủ tục có tên là sắp xếp cái bảng học sinh này nhé. Thầy làm thủ tục thứ hai có tên là đặt tên là sắp xếp. Đấy, rất quan trọng, sắp xếp theo đúng cái giống như là lần trước ta làm sắp xếp từ dãy đây và đi này, như vậy lệnh chúng ta có hai cái này thôi. Và sau hai lệnh này thì là con mèo nó sẽ nói thôi. Mèo nó sẽ nói ra cái thông báo ra cái thông báo ra cái học sinh này là xong nhé. Vậy chúng ta sẽ làm cái chương trình thủ tục sắp xếp. Đấy, cái này rất quan trọng nhé. Thì cái này trước tôi nói rồi là các bạn nhớ cho thầy một thủ tục rất đơn giản, dùng đây nó gọi là thủ tục mà chọn. Chúng ta sẽ lặp, đầu tiên lặp mà n trừ một lần từ 1 cho đến n trừ 1, sau đó chúng ta tìm ra phần tử nhỏ nhất từ thứ hai đến n, ta thay thế với phần tử đầu tiên, xong lại lặp tiếp, cứ đi chạy như thế chúng ta làm dần dần là sẽ được nhé. Đấy, đây là cái thủ tục này, thầy làm một lần cho nó nhanh nhé. Bây giờ cho nó nhanh, các bạn sẽ tập trung, sẽ dùng hai cái biên nhớ là k và g. Chúng ta nói rồi, chúng ta sẽ biên nhớ là k và g. Và chúng ta sẽ dùng một cái biến trung gian nữa để chúng ta thay đổi hai phần tử, dùng thay vì phần một cái biến nhớ là tg, là tên là trung gian. Rồi chúng ta làm nhé. Đây, đầu tiên là thầy đặt là c không, thầy đặt cái biến nhớ ở đây là n cho dễ nhìn nhé. N là độ dài của học sinh. Thầy thiết lập là n bằng length của cái gì, len của cái danh của cái bảng học sinh ấy mà chúng ta đang muốn là đây, len không phải của len của học sinh nhá, học sinh chúng ta cần cái thủ tục này là sắp xếp cái danh sách học sinh nhé chứ không phải là cái không phải là GSHS gì mà là học sinh luôn đó. Rồi thì đây bước tiếp theo sẽ là cái thủ tục mà sắp xếp cái dãy là dãy n phần tử mà dãy chúng ta là dãy tên học sinh đây nhé. Chúng ta làm này, chúng ta thiết lập là k đầu tiên là set k bằng một được chưa? Rồi sau đó chúng ta sẽ lặp ở vòng ngoài, phải có hai vòng lặp lồng vào nhau. Vòng ngoài là chỉ cần lặp là n trừ một lần. Vòng ngoài, đây là vòng ngoài nhé, vòng ngoài là lặp là n trừ một lần. Đã nhớ cái này, chúng ta sẽ nhớ dùng rất nhiều lần trong về sau này cái thủ tục mà sắp xếp một cái dãy ở mức độ đơn giản nhé. N chỉ một lần, đó là cái vòng ngoài. Đấy. Thì mỗi một cái ca như vậy chúng ta sẽ thiết lập ở bên trong nó một cái vòng lặp có độ dài là n chỉ k cho di chạy là từ đâu từ k cộng một. Đấy, chúng ta nhé, di chạy từ đâu? Di chạy từ k cộng 1 cho đến n. Đấy, chúng ta đây, di chạy từ đây. Từ k cộng 1. Chúng ta nhớ cái này mãi nhé. Từ phần tử k cộng 1 cho đến gì? Cho đến n. N. Tức là di chạy cái vòng lặp là n trừ k. Vậy bên cái vòng lặp thứ hai là vòng lặp có độ dài là n trừ k. Đây. Lặp thứ hai đây nhá. Đó. Lặp thứ hai là vòng lặp có cái độ dài là n trừ k luôn. Đây. Đây là n đấy nhá. N. Vòng lặp ở bên ngoài là có độ dài là n trừ 1 với mỗi k. Đây là không phải, đây là sao nhỉ? Đây là dấu trừ đúng không nhỉ? Nhầm, thầy lại gõ chữ k vào, vô lý quá, đúng là tự nhiên quên mất. N chữ k và đưa k vào đây, n chữ k nhé.
lặp ngoài đây là theo k là k chạy từ 1 đến n trừ 1. Vì mỗi k như vậy là j vùng lặp bên trong chạy từ k cộng 1 đến đến n, tức là vùng lặp của nó là n trừ k. Đó. Và chúng ta được kiểm tra nếu mà phần tử thứ k mà lớn hơn phần tử thứ gì? Lớn hơn phần tử thứ j thì ta thì đổi chỗ cho nó nhanh. Như vậy chỗ này sẽ làm lệnh ít chỗ này nhá. Lệnh ít. Nếu đây nhá. Nếu mà phần tử thứ k sánh sữa nhé. Đây. Phần tử thứ k lớn hơn phần tử thứ j thì đổi chỗ, chỗ này là đổi chỗ. Đấy. Thì chỗ này chúng ta đây nhá. Phần tử thứ k là cái này. Đây. Đây nhé. Cho lấy danh sách học sinh nhé, học sinh chứ không phải là học sinh. Nếu phần tử thứ k đây. Nếu phần tử thứ k mà lớn hơn đây, nếu phần tử thứ k đây mà lớn hơn phần tử thứ j đây, lớn hơn. Đó. Đây nhé, chúng ta cứ lùi lại nào. Đây. Bỏ cái này ra. Nếu phần tử thứ k mà lớn hơn j, k lớn như thế là nó cái thứ tự này nó không đúng nữa rồi. Ta cần phải đổi chỗ hai cái này cho nó nhanh. Là ta dùng lệnh, ta nhớ lại lệnh đổi chỗ của hai phần tử k và j là như thế này. Là chúng ta sẽ thiết lập cái phần tử trung gian là phần tử thứ k. Đúng không? Đây của k ta lấy này. Đó. Do ta tiếp theo là ta thay thế cái phần tử thứ k này là phần tử thứ j và thay thế j vào phần tử trung gian. Đó. Đây là một bước nhá. Bước thứ hai là chúng ta replace, ta thay thế dùng lệnh replace nhá. Đây dùng lệnh nào nhỉ? Đây replace. Đúng không? Replace đây là cái bảng này là bảng học sinh nhá. Chúng mày bảng này bảng học sinh. Replace phần tử thứ k. Nhớ đây này. Replace phần tử thứ k. Đúng không nào? Bằng phần tử thứ j. Đây ta copy cái này xuống. Đấy. Replace phần tử thứ k của học sinh bằng phần tử thứ j của học sinh. Đó là bước 1. Bước số 2 là chúng ta sẽ thay thế phần tử thứ j. Phần tử thứ j của học sinh thay thế bằng gì? Bằng trung gian. Đây. Bằng trung gian. Đây chúng ta đưa cái này sang. Đó. Đây ta xóa đi cái này sang. Không cần nữa. Đây chỗ này này. Đó. Nhớ lại này. Vòng lặp ngoài cùng là k chạy từ 1 đến n trừ 1. Vòng lặp trong là j chạy từ k cộng 1 đến n. Tức là chúng ta có vòng lặp là n trừ k lần. Và như vậy với mỗi là cặp là k j chúng ta kiểm tra k đây j ở đây kiểm tra nếu mà phần tử thứ k mà lớn hơn phần tử thứ j không đúng rồi chúng ta đổi chỗ hai phần tử k vào j bằng như sau. Chúng ta gắn phần tử thứ k vào bên trung gian là tj, sau đó chúng ta thay thế phần tử thứ k bằng phần tử thứ j mà thay thế phần tử thứ j bằng trung gian. Như vậy là sau sắp xếp này thì lớp của chúng ta đã được sắp xếp lại theo thứ ABC của bảng chữ cái. Đây chúng ta làm chạy thử nhá. Cho các bạn xem từ phòng học to này. Chạy thử này. Đấy. Thế nào nó sắp xếp là Bùi Việt Hà trước đây, xong Đinh Lê Việt này, xong nó Trần Quang Khải. Chỗ này là không đúng rồi này. Lã Nam, Nguyễn Hải Anh, Vũ Thị Hằng. Nó chưa khác đâu nhá. Thầy kiểm tra lại nhé. Để kiểm tra lại vì sao nó lại thầy ơi. Thầy ơi, con xem phần sắp xếp được không ạ? Đây đang thầy đang kiểm tra lại xem đúng hay sai. Cảm giác là vẫn bị hơi sai. Đây nhá. Đây. Sao chép này, sắp xếp này. Xong thông báo cái học sinh ra, nhưng mà chỗ này là không thì sai, nhưng mà nó sai chỗ này thôi nhá. Thầy kiểm tra một chút nhá. Sách học sinh này, kiểm tra một chút này. Sách học sinh nó là cái này này. Bùi Việt Hà. Học sinh. Đây là
đây là học sinh, à đây là danh gốc đúng không nhỉ? Còn đây là học sinh đây. Hình như chưa thay đổi đúng không nào? Chưa sắp xếp lại, như vậy chưa đúng, mình tự phải sắp xếp lại đã. Chưa sắp xếp lại, như vậy là chỗ này nó bị sai chứ đâu đó, thì kiểm tra một chút nào. Nó chưa hề sắp xếp. Đây, kiểm tra. Nếu mà đây nhé, repeat này. À, trời ơi. Chúng ta chưa tăng G mà ấy, chúng ta chưa phải, đầu tiên là phải trên G ở đây, đã chưa tăng G chứ chưa tăng K. Đây, thật nào. Đây, G. Sau chỗ này xong, chúng ta sẽ phải trên G ở đây. Bên trong này, vòng lọc trong nhất là trên G. Vòng lọc bên ngoài là trên K. Ta chưa hề tăng cao, chưa hề tăng gì thẩm nào. Đây. Một lọc bên trong như là gì chạy từ K cộng 1 đến N thì ta kiểm tra xong, chúng ta tăng gì lên một đơn vị. Đấy. Còn một lọc ngoài đây này là với mỗi K đây chúng ta tăng K lên một đơn vị. À, bìa cho đúng rồi đấy. Chạy lại thử xem kiểm tra lại nhé. Đây, sau chạy lại bấm này là xem. Đấy, bìa là Bùi Lê Hoài Nam đầu tiên này. Sau đó Bùi Việt Hà thứ hai này. Được chưa? Lã Kim Anh thứ ba này. Lã Nam Khánh này, xong Lê Từ Đại này, Lương Bùi Việt này, Nguyễn Hải Anh này, Trần Quang Khải này, Võ Thị Hằng này, Đinh Lê Việt nhé, Đặng Kim Ngân. Đó. Như vậy là nó đã sắp xếp lại chưa? Xếp lại rồi đúng không? Xếp lại rồi, đúng. Xếp là... Đây, xếp lại rồi đây này. Đó. Thì các bạn có nhận xét gì không nào? Cô nhận xét là nó xếp này là chỉ theo họ đúng không? Chứ không theo tên đúng không nhỉ? Vì nếu mà theo tên thì là không thể nào Bùi Lê Hoài Nam lên đầu. Mà nếu muốn theo tên ý, thì phải là Nguyễn Hải Anh phải lên đầu cơ. Đó, cho nên là cái bài này là nó chưa được chuẩn xác. Bây giờ là thưa bài này tôi viết thầy ghi vào thầy bài số 2 nhé. Là sắp xếp cái sách học sinh theo cái thứ tự bình thường. Thì nó xếp theo họ trước, theo họ và đệm và tên. Theo cái bảng mã ASCII. Đó, chúng ta ghi vào đây là bài B2. B2 nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích, các bạn cùng tìm hiểu với thầy nhé. Bây giờ muốn cho nó chính xác hơn thì ta làm phải làm thế nào? Chúng ta muốn chính xác, các bạn thấy ở trên lớp của mình nhé, đúng không? Khi mà cô giáo xếp học sinh trên lớp ấy, là phải xếp là theo tên trước họ sau. Cùng là Nguyễn Văn cả thì Nguyễn Văn A phải đứng trên là Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Văn Bình phải đứng trên là Nguyễn Văn là Nam. Như vậy là máy nó phải là, nếu mà cùng họ cùng đệm thì nó phải xếp tên trước. Đó, cho nên là chỗ này là xếp cái này là chưa đúng, chúng ta phải sửa lại chỗ này. Sửa lại nhé. Sửa lại như sau, sửa lại là chúng ta sẽ phải tách cái tên ra và tên đó chúng ta đưa lên đầu của dãy, đưa lên đầu của họ tên học sinh. Thì lúc bây giờ sắp xếp nó mới đúng được. Đó, thì bây giờ chúng ta cùng nhau làm cái đó nhá. Bây giờ muốn xếp đúng ý, thì chúng ta sẽ phải chuyển cái tên, ví dụ tên là Bùi Việt Hà, thì chúng ta sẽ phải chuyển chữ Hà nó lên đầu thành là Hà Bùi Việt Hà, thì khi đó ta sẽ xếp theo cái từ là Hà Bùi Việt Hà, nó sẽ chính xác hơn. Máy nó xếp theo tên trước và theo họ đệm sau nhé. Đó, thì như vậy chúng ta làm thế chúng ta mới làm đúng được cái sắp xếp danh sách học sinh trong lớp. Rồi làm như sau này. Bây giờ học sinh này là cái bảng đúng chúng ta nhé. Bây giờ chúng ta phải tạo ra một cái dãy nữa, dùng để lưu gì, dùng để lưu là học, dùng để lưu chúng ta có tên học sinh, nhưng chúng ta đưa gì, chúng ta đưa cái tên lên đầu được chưa? Rồi thế bây giờ chúng ta cùng nhau làm cái bài tập tiếp theo nhé. Bài này là sắp xếp đúng, bài số 3 này là sắp xếp theo đúng, là chúng ta không phải dùng cái này sắp xếp này mà chúng ta dùng một sắp xếp khác nhé. Nhưng mà cái này khó đấy. Sắp xếp khác, tuy nhiên khi mà thông báo ra màn hình thì vẫn phải thông báo cái học sinh này. À, do đó cho nên chúng ta sẽ phải làm như sau. Chúng ta phải tạo một cái dãy nữa nhé, có tên là tem học sinh. Để làm gì? Cái bảng này là bảng như sau. Cái bảng này này là cái bảng là ban đầu khi mà chúng ta copy, sao chép từ cái sách gốc này sang học sinh thì chúng ta copy luôn sang bên này. Và cái bảng này chúng ta đưa tách tên lên đầu, tách tên ra đưa lên đầu. Và chúng ta sẽ sắp xếp theo cái bảng này này. Bảng này, nhưng mà đồng thời sắp xếp luôn cái bảng này.
Và khi kết thúc xong chúng ta chỉ hiện ra cái bảng học sinh thôi, không đưa cái bảng này ra cho bên ngoài nữa thì nó mới đúng. Đấy, những cách mà chúng ta làm là như thế nhé. Bây giờ các bạn nhìn thầy làm này, chúng ta sẽ phải làm lại cái lệnh sao chép đây, không phải chỉ sao chép từ gốc GSHS sang học sinh mà sao chép sang cả cái tem học sinh. Đồng thời ở cái tem này chúng ta tách phần tên ra cho chúng ta đưa lên đầu. Có khó không nhỉ? Khó đấy nhé. Chúng ta cùng nhau làm nào. Rồi. À, làm như sau nhé. Vậy thì làm như sau là chúng ta sẽ bổ sung vào đây. Chúng ta sửa đây này. Chúng ta bổ sung thêm đây cái lệnh là xóa tất cả tem. Tem đấy nhé. Đấy. Cái chỗ này mà bấm nhầm là nó dễ bị sai lắm ấy. Chỗ này là học sinh còn nguyên đấy nhỉ? Còn nguyên, may quá. Đây nhé. Ta đưa ngay vào đây. Rồi. Tiếp theo thì ở đây chúng ta làm đúng, chúng ta vẫn copy từ đây vào đây đúng rồi. Nhưng bây giờ chúng ta làm như sau, chúng ta sẽ copy thêm vào cả tem nữa. Đây, bây giờ thầy sẽ thầy bỏ cái ra ngoài nhé. Thầy vẫn copy cái này. Đây, thì copy cái tem này vào cả cái tem học sinh nữa. Được chưa? Thầy copy cái này vào đây. Thực ra cũng chưa được, để từ từ nhé. Bây giờ thầy copy này đúng rồi này. Không, thì làm như sau. Thế này thì an toàn hơn nhé. Thì để tạm thời để. Cái phần từ này chính là phần họ tên đầy đủ. Thầy làm như sau, thầy mới đặt đây, dùng cái lệnh này set cái họ tên đầy đủ. Đầy đủ rồi nhé. Đầy đủ chính là cái phần này, thầy cứ bỏ ra ngoài nhé. Đây. Này từng phần từ một của cái dãy dãy học sinh nhé, thầy copy phần từ thứ ca của học sinh gốc ấy, đưa vào cái họ tên, được chưa? Sau đó là một là thầy add họ tên vào học sinh là cái dãy mà chúng ta cần đang sắp xếp đây, add vào, được chưa? Rồi tiếp theo là cái bảng này là phải gồm có họ tên, là ta đưa tên lên đầu, chúng ta bỏ cái này ra. Đấy. Và ở đây chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ, chúng ta sẽ thiết lập cái lệnh là set tên, chúng ta tách cái tên từ họ tên ra, tên ra rồi, tên đây nhé. Chúng ta làm cái lệnh là gì, làm cái lệnh là tách tên. Đây, chúng ta làm như sau này. Cái này không cần, chúng ta đây nhé, chúng ta lấy họ tên ra này, lấy họ tên ra nhé, chúng ta đưa họ tên vào học sinh, được chưa? Tách là thì nó đưa ra cái tên, sau đó chúng ta sẽ ép cái gì, chúng ta ép cái này, bạn nhìn thấy làm là mới hiểu là chúng ta ép cái gì, chúng ta ép cái này đây, chúng ta lấy cái tên cộng với họ tên đó, chúng ta tách cái phần họ tên, tách tên ra họ ra cái tên nhé, sau chúng ta nối lại đưa tên ra đằng trước cái họ tên, và ta nối lại với nhau như này, và ta đưa cái này vào tem học sinh đó, thấy không nào? Đấy, và bây giờ chúng ta sẽ chỗ này là có một lệnh nữa là lệnh gì, lệnh truyền ca, đúng không nhỉ? Truyền ca. Nha, bây giờ chúng ta làm lại nhé, chúng ta không làm xếp vội cho để ra ngoài này, chúng ta kiểm tra xem là chúng ta đã tách đúng chưa nhé. Đây, sao chép này là chúng ta sẽ sao chép vào cái học sinh này, từ học sinh cho sao chép vào học sinh là đúng rồi như cũ nhé. Ngoài ra chúng ta sao chép sang cả cái tem học sinh nữa, mà cái tem học sinh này là chúng ta đưa tên lên trên họ tên đấy, và chúng ta sao xếp theo cái này thì chúng ta cũng chạy thử lại nhé, xem đúng không, chạy thử lại đầu này, chạy thử này để kiểm tra này, kiểm tra cái học sinh vẫn là như cũ đúng không nào? Ủa, nó bị sai rồi, sao giống nhau như thế này nhỉ? Làm lại này, nó bị lỗi như này, kiểm tra cái tem học sinh, tem học sinh cũng bị lỗi như thế đúng không? Thì chúng ta đưa ngân lên này. À, như vậy nó sai ở một chỗ là nó không di chuyển được, chúng ta sửa lại một chút sao chép nhé.
xem lại nào. Chúng ta đã chuyên ca đi rồi các bạn nhỉ. Sao chép đi nhé. Nào. Các bạn cùng với thầy kiểm tra cho thầy đúng hay sai nhé. Chúng ta họ tên lấy là lấy từ ca ra này đưa sang học sinh này. Sau đó là ta tách tên. Này, cái này chúng ta cái bảng này cái bảng thế nào nhỉ? À thì chết rồi. Vì chúng ta vẫn dùng cái ca này, vì có cái hai bên ca chủ nhau, chúng ta phải dùng một cái biến khác cho các bạn ạ. Đấy, chỗ này không thể dùng ca được nữa nhá. Vì cái ca này là nó nằm trong cái thủ tục tách tên, chúng ta dùng cái biến nhớ ca. Đó, cho nên chúng ta phải dùng biến nhớ khác. Thôi, chúng ta dùng nhớ G đi. Dùng nhớ G nó không bị trùng lặp. Đúng không? Đấy G đây nhá. Ở đây nó sẽ là G. Thì nó không bị trùng lặp nữa, G. Đấy. Ở đây không phải là K mà ở đây là G. Các bạn thấy là nó dễ bị sai đấy. Đây, G đây. Đấy, G đây. Nhạy chơi là thay K bằng G này. Thay G bằng K này, thay K bằng G. Đây là K G đây nhé. G ở đây nhé. À, và G ở đây. Chạy thử lại đúng nhé. Chạy lại này. Sao chép, kiểm tra nào, kiểm tra học sinh nào. Học sinh đây. Đúng rồi đúng không? Học sinh vẫn đúng này. Tem học sinh này. Đấy. Tem học sinh là ta tách phần tên ra, ta đưa lên đầu. Tách ra đưa lên đầu, tách đưa đầu, tách tất cả lên đầu. Và khi ta xếp cái này nó sẽ đúng hoàn toàn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm lại nhé. Rồi, như vậy là tách phần sắp xếp là đúng rồi này. Bây giờ chúng ta sửa phần sắp xếp. Rồi, chúng ta sửa sắp xếp nhé. Đây chính là bài. Đây, sắp xếp vào đây này. Các bạn chú ý nhé. Chỗ này sắp xếp là chúng ta phải sửa một chút ở đây. Ở đây chúng ta sẽ sửa như sau. Chúng ta không dùng cái học sinh này mà đây chúng ta phải thay thế bằng tem học sinh. Đấy, chúng ta chú ý nhé, chỗ này bắt đầu phức tạp. Thay thế bằng tem học sinh nhé. Rồi, và sau đó chúng ta sẽ phải sửa như sau. Chúng ta phải loại hai lần. Một lần là thay đổi vị trí của hai phần tử KG sinh và thay đổi cả các cái gì của tem học sinh nữa. Đây chúng ta sẽ copy cái này xuống dưới, copy cả cái này xuống dưới và ở đây chúng ta sửa thành tem học sinh. Đây, tem học sinh. Chỗ này sẽ là tem học sinh. Đó, ta đưa xuống dưới này. Như vậy là ở đây khi mà ta sắp xếp đây là xếp cả tem học sinh ở đây nhé, đồng thời học sinh luôn, học sinh cũng đổi luôn. Như vậy là khi mà tem học sinh đổi thì học sinh nó cũng đổi theo, và như vậy là nó sẽ hoàn toàn chính xác. Đấy, bây giờ ta chạy thử xem đúng nhá, chạy thử cái bài học của chúng ta này. Đấy, có thể là Nguyễn Hải Anh lên đầu nhá, bây giờ không phải Bùi Hải đầu nữa, nhưng mà Bùi Hải sẽ là thứ hai. Nhưng mà anh trước đây, xong Hà sau, xong Võ Thị Hằng, Hà sẽ đến Hằng, Lê Nam Khánh, đúng rồi, ca Khánh nhé, Trần Quang Khải, chính xác, Bùi Lê Hoài Nam, Đặng Kim Ngân, Lã Kim Oanh. Như vậy là rất chính xác rồi, ta kiểm tra lại này. Đấy, thế nào, bây giờ cứ bảo lớp chúng ta sẽ đúng rồi đấy, là Hải Anh lên đầu này, theo tên nhé, Hà này sẽ đến là Hằng này, sẽ đến Khánh này, sẽ đến Khải này, Nam này, Ngân này, Oanh này, Việt này, trong hai Việt này thì Lương lên trước Đinh, ta nói sau nhé. Cho hạng cùng Việt cả thì là theo cái bảng mã ASCII thì Lương cái chữ L là nhỏ hơn chữ D, nó để lên trước, sau đến Đại. Đấy, chỗ này là xếp là nó bị sai so với tiếng Việt nhé, thì chúng ta sẽ học sau. Nhưng mà xếp như vậy là đúng rồi đấy. Rồi, nhưng mà chúng ta vừa mới học xong cái bài đây là cái bài số số 3. Bài rất quan trọng, cái bài số 3 là cái bài mà chúng ta sắp xếp cái họ tên học sinh trong lớp mà sắp theo là tên trước họ sau. Đây chính là cái bài thi tin học trẻ không chuyên năm năm trước nữa, tức không như năm năm 2018 hay là 2019 ấy. Đấy. Cái bài này chính là bài này dành cho học sinh lớp 6 đấy, cái hồi đấy là dành cho khối B đấy. Nhé, là cái bài này. Nhé. Các bạn có cái bài hơi khó hiểu đúng không? Hơi khó hiểu đúng không? Hơi hơi khó hiểu.
Rồi bây giờ tiếp theo là một cái bài tập tiếp theo. Bài tập này có lẽ là thầy sẽ không đủ thời gian để ta làm, nhưng mà thầy sẽ cho tập về ta suy nghĩ xong về nhà ta làm. Mình làm mình là như sau, là như này nhé, là xếp theo cái này thì máy nó sẽ xếp theo thứ tự ABC như sắp xếp theo thứ tự của bảng chữ cái tiếng Anh. Bảng chữ cái tiếng Anh thì nó không chuẩn so với tiếng Việt, các bạn biết rồi. À, đấy, ta vừa mới xem ấy, là cái bảng chữ cái tiếng Việt đấy. Trong tiếng Việt thì cái vần D là phải đứng trước phần vần L, nhưng mà trong tiếng Anh thì lại vần D là sau L, cho nên ở trong cái bảng này người là đại sẽ đứng cuối lớp luôn, mà đáng nhẽ là đại là phải đứng trên, đại là đứng sau Anh như này mới đúng. Ở Việt Nam là A B C D, A B C D D mà, thì cái chữ đại là phải D với E G H I K, nhưng D phải đứng trước E cơ. Nhưng mà trong cái bảng chữ cái tiếng Anh ấy, thì nó hiểu chữ D là một từ ở phía sau tiếp phía xa, để mà nó đưa D xuống cuối cùng. Đó. Thì bài tập là làm nào mà bài tập là gì? Là sắp xếp họ tên trong lớp theo đúng bảng chữ cái tiếng Việt. Đấy, nó khó dễ cái đó này các bạn cùng suy nghĩ nhé. Thì cái đó có lẽ là buổi sau thầy sẽ nói, hôm nay không kịp. Thì riêng cái bài mà sắp xếp theo đúng tiếng Việt ấy là phải dành hẳn cho một buổi học. Được chưa? Còn hôm nay chúng ta sẽ dừng lại ở cái chỗ này, dừng lại ở cái chỗ là ta thỏa mãn là chúng ta học là cách là sắp xếp một sách học sinh theo bảng chữ cái tiếng Anh thôi đã nhé. Nhưng mà thì nhưng mà xếp theo 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 tên trước họ họ đệm sau. Được chưa? Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ sang phần tiếp theo. Từ đến cuối trình thì thầy muốn nói với các bạn là các cái thuật toán là chúng ta dùng để sinh các cái hoán vị ngẫu nhiên nhé. Cái bài tập này là bài tập mà các bạn muốn hỏi lâu rồi, và nó dùng rất nhiều trong những cái bài tập liên quan đến sinh đề kiểm tra trắc nghiệm, hay là làm bài kiểm tra, hay rất nhiều những bài tập khác nhau nhé. Rồi thì cái bài tập mà sinh hoán vị thì nó như này, nó có là một bài, một là cho trước một cái dãy n phần tử, để cần hoán vị, cần suy ra cái hoán vị ngẫu nhiên của n phần tử đó, sắp xếp. Đó là bài thứ nhất. Bài thứ hai là cho trước n phần tử, nhưng mà tôi cần lấy ra k phần tử nhỏ hơn, lấy ra k phần tử ngẫu nhiên từ n phần tử đó, lấy ra k phần tử. Nếu k được k bằng n thì chính là lấy ra một cái hoán vị, nhưng mà k nhỏ hơn. Ví dụ trong cái ví dụ cái bài tập của chúng ta, ví dụ mà lớp chúng ta là có 50 người, biết bài tập là gì, cô giáo cần chọn ngẫu nhiên là 10 bạn học sinh để đi chạy thi chẳng hạn, thì chúng ta cần phải lấy ra là 10 bạn như phải là ngẫu nhiên trong số 50 bạn thì làm thế nào đó. Thì như vậy chúng ta có hai bài tập quan trọng, đều rất hay cả. Thì hai bài tập này là dùng rất nhiều ở trên thực tế. Ví dụ cái bài là chúng ta cho trước một ngân hàng câu hỏi là 100 câu hỏi. Bây giờ mỗi lần chúng ta kiểm tra thì chúng ta bốc ngẫu nhiên ra là 10 câu hỏi, ra vấn đề kiểm tra là 10 câu thì làm thế nào? Đó, chúng ta sẽ phải dùng cái thuật toán là sinh ngẫu nhiên, lấy ngẫu nhiên là k phần tử trong n phần tử cho trước nhé. Rồi chúng ta có hai bài tập. Tương lại bài tập số 1 là cho trước một cái dãy a n phần tử bất kỳ, việc cần sinh cái hoán vị ngẫu nhiên k phần tử của a. Thì bài tập này cũng dùng rất là nhiều trên thực tế nhá. Chúng ta new cái bài tập mới, bài tập này không liên quan bài tập cũ nữa, chúng ta new nhá. Các bạn xóa hộ thầy nào, xóa nào, chúng ta xóa, chúng ta làm bài tập mới nào. Ôi rồi bẩn quá nè. Rồi thì nhìn sau nhá, bây giờ thầy sẽ làm bài số 1 là bài tập số 1 là cho trước một cái dãy a, cho trước nhé, để tạm cái dãy là tiền là a cho dễ a nhé. Đó, sao không gõ được nhỉ? Bạn nào chiếm dụng bạn nào đã mất ngay của cô thầy nhỉ? Không gõ được nữa nhỉ? Có bạn nào chiếm dụng máy của thầy không nhỉ? Tự nhiên lại không gõ được nữa là sao? Bấm lên được, sao gõ có chữ không được nhỉ? Thì bị lỗi cái gì nhỉ? Thầy tắt làm lại thử đi thầy. Đi cơ? Thầy tắt làm lại thử đi thầy. Làm lại thử nhé.
Cái này nó không chuyển được. Cái tiền nó ở đâu nhỉ? Ở đây. Rồi. Thế lại nhé. Đây. Thế thử nhé. Chọn cái list này. Được rồi. A nhé. Là được rồi. Đây. Bây giờ nhập bất kỳ thôi. A nhập một cái dãy bất kỳ nhé. Không quan trọng nhé. Mà cái bất kỳ nhé. Ví dụ như là 3 này, 4 này, 6 này, 0 này, 1 này, trừ 5 này, trừ 4 này, 11 này, 30 này, 60 này, 100, đúng không? Đấy. Cho trước một dãy A bất kỳ. Bây giờ đầu bài là gì? Đầu bài là cần sinh ra một hoán nguyên ngẫu nhiên của A. Được chưa? Trong trường hợp riêng là A, dãy A là xuất xếp từ 1, 2, 3 đến N. Làm trường hợp riêng của đây trường hợp tổng quát là A làm dãy bất kỳ như thế này nhé. Đấy, vì đầu bài của chúng ta là sinh ra là tạo ra một cái hoán vị ngẫu nhiên của A nhé. Vì thầy muốn giữ nguyên A, thầy sẽ phải copy từ A sang B thì tạo ra một cái biến nhớ là B nhé. Rồi thì làm như sau nhé. Thì cái nó luôn này như vậy là ta sẽ luôn là khi chạy chương trình chúng ta sẽ luôn là tạo ra một cái copy từ A sang B nhé. Copy từ A sang B và chúng ta sẽ tạo một cái hoán vị của B. Hoán vị của B nhé. Và chúng ta sẽ thấy là nó có những cái cách làm như thế nào, nó có những thuật toán nào để chúng ta có thể tạo ra cái hoán vị như vậy nhé. Rồi thì bây giờ thầy làm thử luôn nhé. Đây. Thì làm luôn, nó không cần không dùng đâu nhỉ? Đây. Yeah. Thôi, thầy cứ tạm thời thầy làm một cái sao chép cho nó dễ nhé, thầy tạo một cái block tên là sao chép để cái này thầy dùng rất nhiều lần cái này. Sao chép là xếp từ A sang B cho tiện nhé. Thầy là vì thầy không muốn nhập lại mỗi lần thầy nhập lại mất công lắm đây. Thầy sẽ luôn là cứ vào chỉ là để sao chép từ A sang B, sau đó thầy sẽ từ cái B đó thầy mới sinh hoán vị ngẫu nhiên từ cái B đó nhé. Rồi chúng ta làm thử nhé. Sao chép này thì chúng ta vẫn phải dùng cái biến K, chẳng không có không cách nào khác cả. Chúng ta dùng cái biến K thì bị biến chạy, và tất nhiên là thầy sẽ trước khi mà sao chép thì việc đầu tiên là thầy phải xóa toàn bộ phần tử của B đã. B nhé. B này. Đó. Sau đó thầy sẽ đặt K bằng 1, đặt K bằng 1 và sau đó là lặp theo chiều dài của A. Và mỗi phần tử của A thì đưa sang B, thế thôi. Lặp theo cái độ dài của A, lặp theo cái length của A. Và với mỗi phần tử của A đó thầy sẽ copy add vào B, đưa nó tự lấy từ A và đưa B, thì dùng cái lệnh là add nó vào B, cần đưa vào B mà lấy phần tử của A, lấy phần tử thứ K của A, đúng không? K của A đưa nó vào B, đưa vào B, sau là trên K bài 1. Thì sau lệnh này thì là phần tử của A sẽ vào B. Đó. Chạy thử nhé. Rồi đây là A đây này, A vẫn là như này nhé, A đây, còn đây là B đây, B giống hệt A chưa? Đấy, B giống hệt A rồi nhé, đó. Như vậy là cái sao chép là chính xác. Rồi, thế bây giờ thầy bắt đầu làm này, phần chính của cái hôm nay là cái thuật toán dùng để sinh hoán vị ngẫu nhiên của B. Sau đó thầy mới in ra nhé. Cái làm là như sau này, các bạn chú ý nhớ nhé. Thì cái thuật toán sinh hoán vị của ta có hai cách. Cách thứ nhất là cách đơn giản hơn, nhưng mà cách này là cách không hay, tức là không đơn giản hơn nhưng mà không được dùng cho nhiều bài toán. Chúng ta luôn là cách thứ hai hay hơn, là dùng cho nhiều bài toán khác nhau. Dùng cho bài toán số 2 đấy. Bài toán số 2 là bài toán là cho trước một cái dãy n phần tử, cần lấy ra k phần tử của nó ra nhé. Rồi thì bây giờ ta làm cách toán 1 là hoán vị trực tiếp trên cái dãy B. Thì ta làm như sau nhé. Làm đơn giản là như sau, chúng ta sẽ cho cái biến K chạy từ 1 đến cuối của B.
một đây này. Hoặc chúng ta kích, chúng ta dùng thuật block, chúng ta sinh hoán vị cho nó hay là nhé, phần của b đó, chúng ta làm này. Sinh hoán vị, thấy chưa, làm đây cho dễ nhé. À, đây là siêu vị của b nhé, của a ta có độ vào b đây, đây tôi mà cho k bằng 1 này và lập lập theo chiều dài của b. Đấy. Lập theo cái length của b, chỉ là cái length này, tôi lấy copy sang đỡ phải. Length của b nhé. Đấy. B. Đấy. Thì cứ làm như sau này. Với mỗi cái phần tử k thì chúng ta sẽ lấy ra một cái chỉ số ngẫu nhiên từ k cho đến n. Chúng ta sẽ lấy ra một cái chỉ số ngẫu nhiên, pick một cái chỉ số ngẫu nhiên, chọn một cái chỉ số ngẫu nhiên từ k, từ k cuối cùng lại là độ dài của b, là len của b. Đây. Đấy. Pick cái này và cái này thì tôi sẽ đặt vào một cái biến thứ hai, đặt tên là g. biến g đây này. Và set g làm cái phần tử ngẫu nhiên chạy từ k đến độ dài với mỗi k nhé, k chạy từ 1 đến độ dài của b, và mỗi k tôi lấy phần tử một cái chỉ số g ngẫu nhiên từ k đến len của b, và sau đó tôi hoán vị phần tử k và g. Hoán vị thì biết rồi, chúng ta phải dùng biến trung gian đặt tên là tg và ta hoán vị như trước, biết rồi đấy. À, chúng ta xét cái trung gian, xét cái trung gian bằng phần tử thứ k của b. Đây chúng ta nối đây này, chúng ta lấy phần tử thứ k của b, cho ta làm hoán vị của b mà nhé, xét. Sau đó chúng ta sẽ thay thế b hết nhé, đây là b này, thay thế phần tử thứ k bằng phần tử thứ g. Đó, chúng ta thay thế phần tử thứ k, đổi chỗ k vào g, và phần tử thứ k của b thay thế bằng phần tử thứ g, thay thế bằng phần tử thứ g. Đây, lấy phần tử thứ g ra nhé, đây phần tử thứ g đây này, lấy cái này xuống này, g này. Đó, phần tử thứ k của b thay thế bằng phần tử thứ g. Sau đó chúng ta sẽ replace phần tử thứ g của b, g của b bằng cái gì nhỉ, bằng gì nhỉ, ai nói nào, bằng trung gian, trung gian trên này này. Đấy. Đặt trung gian bằng phần tử k, thay thế phần tử thứ k bằng phần tử g, và thay thế phần tử g bằng trung gian. Sau đó chúng ta đây là trên k bài 1. Đó, thì sau này là ta xin được hoán vị của b nhé. Và sau đó chúng ta sẽ cho cái con này nó sẽ in, nó sẽ nói này. Nó sẽ nói ra cái b để ta kiểm tra xem có đúng không, để chỉ kiểm tra đúng không? B đây này. Đấy. Chạy thử nhé. Chúng ta luôn nhớ là a là gốc của chúng ta chạy thử này. Đấy, 160 100 0 4 5. Không có dấu trừ nhỉ, không nhìn thấy dấu trừ, nó mờ mờ đấy nhỉ. Lần thứ hai này. Để trừ 4 này, đúng. Lần thứ ba này. Mỗi lần sinh ra nó là ngẫu nhiên luôn. Đấy, nó là ngẫu nhiên nhé. Bị vướng gì dưới nhỉ? À. Đó, chính xác nhé. À, đó, đây là cách thứ nhất. Nhắc lại này, cách thứ nhất là như này nhé. Cách thứ nhất là chúng ta cho một cái biến chỉ số k chạy từ 1 cho đến độ dài của b. Sau đó là chúng ta sẽ mỗi với một k, nhưng mà chúng ta lấy một g là một chỉ số ngẫu nhiên từ k đến n, và đổi vị trí của hai phần tử k và g là xong. Đây là một cách cũng rất là đơn giản nhé, đơn giản. Và chúng ta có thể hoán vị bất cứ mọi thứ, chứ không phải ta vị ta tên là b4 nhé.
có thể là chúng ta làm mà nó sinh thành phân ngẫu nhiên của n người, của n phần tử hay từ 1 đến n các thứ nhé. Rồi bây giờ ta làm cái bài cái cách làm thứ hai, theo tôi là sẽ hay hơn vì ta dùng áp dụng ở nhiều nơi hơn. Cách thứ hai là tổng quát luôn, là ta lấy ra k phần tử của a và đưa vào một cái và đưa vào b. Nếu mà k bằng n thì chính là phán vị của a nhé. Cách thứ hai. Rồi chúng ta chỉ làm cách thứ hai này, đây là thầy vẫn giữ nguyên đây nhé, giữ nguyên bài này. Và thầy sẽ làm cách thứ hai. Cách thứ hai thì không cần sao chép nữa, ta không cần sao chép này, cũng không cần cái khoán vị này, chúng ta làm hàng số nhân vị khác. Thậm chí thầy có thể bỏ luôn đi. Có thể new ngay cho dễ chứ đơn giản, new nhé. Rồi, mình thầy new cái bài này cho nó đầy đủ hơn này, cái bài này nhé, là như sau này. Cho một cái list ban đầu là A này. Lại mất rồi. Sao nhỉ? Các bạn nào nghịch ngợm nhỉ? Bạn nào có lấy mất điều khiển của thầy đấy? Mình lại phải đóng lại à? New cái mới nhé, xong được không nhỉ? New cái mới này. Rồi. Make a list. Trời ơi, lại bị như vậy rồi, bị thì lại phải đóng lại nhé. Đóng lại, xong khởi động lại. Đây. Tạo cái biến A, mà cái dãy A ban đầu, cố định. Nhé, bất kỳ. Có thể là dãy, có thể là số, có thể là chữ, có thể là gì là đó nhé. Bây giờ thầy tạo, thầy nhập này. Bất kỳ nhé, thật đây là bất kỳ nhé, thầy được thầy gọi nhanh nhé. 1 này, 2 này, 3, 4, 5, 6 nhân dễ nhé, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 nhé, 20 số. Để thể cho đơn giản thì để các số là chính là từ 1 đến 20, nhưng mà thực tế có thể là bất kỳ nhé, bất kỳ một cái dãy nào đấy. Như vậy là đây là A nhá. Bây giờ bài toán của chúng ta là gì, là sinh ra một dãy B hoặc là ngẫu nhiên từ A, B là hoặc là toàn bộ lấy từ A ra, đó là một phán vị ngẫu nhiên của A, hoặc là lấy ra là K phần tử, K là nhỏ hơn 20, K là lấy ra K phần tử ngẫu nhiên từ A. Tổng quát luôn nhé, là lấy ra K phần tử nguyên từ A. Được chưa? Rồi, thầy mình làm cho các bạn xem. Tổng quát luôn nhé. Rồi, thầy tạo cái biến nhớ có tên là thầy kiệu là N đi. N lớn, N hoa đi. N là nhỏ hơn 20 nhé. N nhỏ hơn 20. Và thầy sẽ gán bao nhiêu đó thì tùy thầy sẽ gán nhé. Hãy nhập từ bàn phím được, quan trọng. Đầu bài như sau, đầu bài là cho trước A lấy ra n phần tử ngẫu nhiên từ A, đưa sang cái bảng B, đưa sang cái bảng số 2 là bảng B. Nhớ tổng quát luôn, nếu n này là bằng 20 đấy, n là bằng độ dài của A thì nó chính là một phán vị của A. Còn n mà nhỏ hơn 20 thì nó làm kia lấy ra một cái tổ hợp ngẫu nhiên n phần tử của A đưa sang B. Các bạn đã hiểu chưa? Toán này là toán là tổng quát hơn toán trên. Toán nữa tức là mà chỉ phán vị của n của một dãy A thôi, còn này là có thể lấy ra một cái tổ hợp nhỏ hơn nhé. Giờ chúng ta làm bài này nhé. Bài này làm rất quan trọng, bài này là cái bài mẫu mà dùng cho rất nhiều cái chương trình khác nhau, cho tất cả những cái bài toán liên quan đến sinh phán vị ngẫu nhiên, hay là mai kia cái phần sau ta học ấy, là những cái bài toán là sinh cái bài kiểm tra trắc nghiệm, những cái bài mà cần phải sinh ra các cái tổ các câu hỏi trắc nghiệm thì dùng cái này rất là nhiều. Để các bạn cùng thầy làm nhé, rất quan trọng luôn này. Thế để bài này chúng ta sẽ phải dùng một cái bảng phụ nữa, một cái list phụ. Thầy tạo ra có tên là tem. Cái bảng tem nhé. Cái bảng tem là cái bảng phụ. Nhưng mà là rất quan trọng. Rồi. Thế cái làm như sau này. Bây giờ chúng ta làm tổng quát luôn nhé.
Đấy, đúng luôn, vì thầy tạo ra một cái tạo ra một cái chương trình con có tên là sinh ngẫu nhiên. Tổng quát luôn, đúng không? Sinh ngẫu nhiên. Đây. Thì cái này sẽ là sinh ngẫu nhiên ra n phần tử. N chúng ta đã ghi ở đây rồi. N là ở đây nhé, n ở đây này. N thì có thể gán được bao nhiêu đó thì ta tùy nhé, bây giờ trong chương trình chính của chúng ta ở đây. Chính chính đây nhé. À, thầy sẽ gán là n bằng bao nhiêu đó thì chúng ta lựa chọn. Đây thầy set n bằng n bằng 10 chẳng hạn. Vậy lấy ra 10 phần tử từ ngẫu nhiên từ bảng A đưa vào cái dãy A đưa vào dãy B. Và dùng thuật toán sinh ngẫu nhiên này. Đó, chúng ta làm những đây là cái làm thuật toán rất quan trọng nhé. Để chúng ta sau thầy làm mà chúng ta sẽ nhớ nhé. Rồi. Sẽ làm 3 bước. Bước 1, chúng ta là copy toàn bộ phần tử từ A sang tem. Đó. Bước 2 là chúng ta lần lượt lấy ra n phần tử ngẫu nhiên từ tem đưa vào B. Đấy, nhưng mà để khỏi tránh trùng lập là họ lấy ra các phần tử là trùng nhau, chúng ta lấy ra chúng ta xóa luôn khỏi tem. Tem chỉ đóng vai trò là cái dãy phụ thôi. Chúng ta lấy lượt n phần tử từ tem ra đưa vào B. Lấy từ đâu ta xóa phần tử của tem như đó. Đó, thế làm chúng ta là như vậy nhé. Rồi chúng ta sẽ làm qua hai bước như sau, ba bước. Bước 1 là chúng ta sẽ xóa các phần tử của B và của tem. Chúng ta cần tem mà. À, chúng ta cần tạo ra B mà tem là cái dãy phụ. Đó, đó là bước 1 là cái này. Bước 2 là chúng ta copy từ A sang tem. Chúng ta làm như sau, chúng ta cần cái biến nhớ là K. Biến nhớ là K. Được chưa? Chúng ta sẽ set K bằng 0, bằng 1 trước. Sau đó chúng ta sẽ chạy dọc theo độ dài của bảng A. Chúng ta dùng cái này. Chúng ta vẫn làm như vẫn làm. Lặp đây. Lặp theo cái độ dài. Lặp theo cái length của A. Đấy. Chúng ta lấy từng phần tử của A ra, ta đưa vào tem. Chúng ta lấy ra, chúng ta đây. Chúng ta add vào tem. Add vào tem. Chúng ta lấy từng phần tử của A ra. Dùng K đâu rồi, K nhé. Chúng ta lấy từng phần tử, lấy phần tử thứ K của A ra. Chúng ta đưa vào tem. Đưa vào tem, được chưa? Đó. Đưa xong rồi chúng ta trên K by 1 lặp, một cái bộ lặp đúng lại là n phần tử của A đây. À, là độ dài theo dài của A đây. Được chưa? Rồi tôi làm đây là đây, bước 1 nhé, là xóa B và xóa tem. Bước 2 là copy toàn bộ phần tử từ A sang tem. Tem là cái bảng phụ. Dùng xong là tem vứt đi luôn. Rồi, bước thứ 3, chúng ta lấy ra n là này, n phần tử ngẫu nhiên từ tem. Đưa vào đâu? Đưa vào B. Nhưng mà chú ý, khi lấy ra thì đâu ta xóa đi khỏi phần tử đó, khỏi tem thế đó. Rồi, chúng ta làm tiếp tục. Bước tiếp theo này là chúng ta sẽ lặp. Các bạn chú ý nhìn thì làm nhé. Lặp theo gì? Lặp theo cái gì? Lặp theo là n lần. Lấy ra bài phần tử ra lọc theo từ cái phần tử nhé. Rồi chúng ta làm này, đây lọc nhá. Rồi chúng ta sẽ set K, đây set K là cái gì? Set K là một cái phần tử, một chỉ số ngẫu nhiên trong cái bảng tem, lấy ra từ 1 đến gì, đến độ dài của tem, đây length của tem. K là một chỉ số ngẫu nhiên lấy ra từ bảng tem, từ cái dãy tem. K từ 1 đến độ dài của tem. Và lấy ra phần tử thứ K của tem, ta đưa vào gì? Đưa vào B. B là cái ấy mà, B là cái chúng ta đang muốn đấy. Chúng ta S, đây này, S vào B nhé. S vào B. Đấy, B là cái chúng ta cần. B chính là cái dãy cần sinh ra, là cái dãy sinh ra là N phần tử ngẫu nhiên của A đấy nhé. B là cái dãy mà ta đang cần trên đáp số của chúng ta. Chúng ta lấy ra phần tử thứ K của tem. Chúng ta lấy ra phần tử gì? Chúng ta lấy ra đây này. Chúng ta lấy phần tử. Đây. Phần tử. Lấy ra tem này. Lấy ra phần tử thứ K. K đây này. Đó. K là một chỉ số ngẫu nhiên từ một độ dài của tem. Ta lấy ra phần tử thứ K của tem. Ta đưa vào B.
đưa vào B. Đây, từ B. Đưa vào B xong rồi, ta xóa phần tử thứ K của tem đi. Ta dùng lệnh là gì? Dùng lệnh là delete đâu rồi? Dùng lệnh là delete. Xóa nhé. Xóa của tem. Xóa phần tử thế nào? Xóa phần tử thứ K của tem đi. Ta đưa vào lên phần tử thứ K, ta đưa vào B. Xong rồi xóa đi để nó khỏi đọc lại lần thứ hai. Đó. Lệnh này trên đây là ta, nhưng mà chỗ này chính là ta đã chuyển n phần tử ngẫu nhiên từ tem sang gì từ tem sang B rồi, sang B rồi. Thì sau bước này là xong, sau bước này là xong nhé. Bây giờ ta chạy lại thử nhé, chúng ta đây chúng ta chạy chương trình này, sinh ngẫu nhiên đó, xét n bằng 10, sinh ngẫu nhiên, sinh xong rồi chúng ta hiển thị ra, hiển thị cái dãy mà chúng ta đang muốn. Chúng ta đây là B đúng không? B này. A của chúng ta là từ 1 đến 20. Chúng ta kiểm tra chị thử sẽ là B như thế nào nhé. Chị thử các bạn xem này. Đây từ 12. Bạn nào cứ viết cứ ấy nhỉ. Bạn nào cứ viết này. 12, 16. Đây là 10 phần tử nhé. Đây này. Đấy, chị thử lại nhé. Luôn là ngẫu nhiên. Bây giờ sửa lại chỗ này là N đây là bằng 5 nhé. Chạy lại này. Đấy, 5 phần tử ngẫu nhiên. Từ 1 đến 20 đấy, chúng ta là A từ 1 đến 20, ta sinh ra luôn là nó là ngẫu nhiên. Thấy không nào? Đấy. Đấy. Thì cách thứ hai này là hay hơn là cách thứ nhất đúng không? Cách thứ hai là dùng cho rất nhiều bài toán khác nhau nhé. Vì ta nó tổng quát, nó không phải là sinh ra là N đến N này, nếu N này là bằng 20 thì nó chính là sinh ra một ngẫu nhiên của dãy A. N là nhỏ hơn 20 thì nó làm sinh ra một cái tổ hợp ngẫu nhiên cao N phần tử từ cái dãy A đưa vào dãy B. Dãy A là dãy gốc, dãy B là dãy đích, cần phải tạo ra. Đây là N bằng 5 đây. Giả sử thay để ND bằng 20 nhé. Thì nó chính là sinh ra một cái hoán vị ngẫu nhiên. Hoán vị ngẫu nhiên của dãy A đây. Thấy không nào? Nó sinh rất là nhanh. Cái này là cách chúng ta dùng rất nhiều lần nhé. Chúng ta dùng cái bảng phụ. Chúng ta nhớ lại là có 3 bước. Nhớ lại cái thuật toán nhé. Là cho trước một dãy A. Bây giờ cần sinh ra một tổ hợp N phần tử của A ngẫu nhiên đưa sang B. Nếu N bằng cả độ dài của A thì nó chính là sinh hoán vị ngẫu nhiên của A. Cách làm là như sau, chúng ta dùng cái bảng phụ là dãy phụ là dãy tem. Và chúng ta thực theo 3 bước. Bước 1 là chúng ta xóa dãy B và dãy tem ban đầu đi. Bước số 2 là chúng ta copy toàn bộ từ dãy A sang dãy tem. Và bước thứ 3 chúng ta lấy ra ngẫu nhiên N phần tử từ tem đưa vào B. Nhưng mà trước khi mà chúng ta lấy lại chúng ta sẽ xóa đi. Trước khi chúng ta mà quay trở lại chúng ta chọn chúng ta xóa đi. Đưa vào sang B xong xóa luôn. Đấy. Như vậy là sau 3 bước thì là được. Đấy, các bạn nhớ nhất đây là toán này chúng ta nhớ chú ý ta dùng trong đây là bài xuống bài B5 nhé. Cái bài rất quan trọng của ngày hôm nay nhé. Thì sau bài này chúng ta có rất nhiều bài tập khác nhau, những bài tập có liên quan đến những cái bài mà trước đây thì vẫn cho các em làm, các em có thể thay đổi lại thông tin là sinh ra ngẫu nhiên hay là gì đó, vân vân. Thầy sẽ cho các em làm bài tập sau nhé. Ôi, hôm nay chúng ta học nhanh quá, hết thời gian rồi, các con nghỉ nhá. Có hiểu không hay là khó hiểu quá? Hiểu rồi. Thế chúng ta có hiểu không? Hiểu hả? Không có. Ok. Thôi chúng ta nghỉ nhá. Lấy mình nghỉ đi. Con chào thầy. Con chào thầy ạ. Vâng. Xin chào thầy. Con chào thầy.